Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Relab. Và hôm nay mình có một cái sản phẩm trên tay. Các bạn thấy nó giống cái gì? Chả biết nó giống cái gì cả. Bởi vì nó là một thứ mà bất cứ nhà nào cũng phải có. Đó chính là một router Wi-Fi, một cái modem đến từ Viettel. Nhưng nó không phải là loại bình thường, mà nó gọi là Home Wi-Fi. Giải thích cho các bạn một chút thì Home Wi-Fi là một hệ thống mạng lưới các điểm Wi-Fi có thể kết nối với nhau và phát Wi-Fi trong phạm vi rất là rộng. Và công nghệ này cũng đã khắc phục được những vấn đề của Wi-Fi truyền thống như là không thể phủ sóng đều khắp này, chất lượng sóng nó bị ảnh hưởng, suy giảm cũng như là bị ảnh hưởng bởi những cái vật cản và cái khả năng chịu tải nó không lớn. Và với Home Wi-Fi của Viettel thì cái vùng phủ sóng Wi-Fi nó rộng hơn, chất lượng phủ sóng đều và cái khả năng chịu tải lớn cũng như cái tốc độ ổn định nó cao hơn, kết nối liên lạc trong vùng phủ sóng nhờ việc là chỉ dùng một SSID chung, dễ dàng lắp đặt và rất là dễ nâng cấp. Chúng ta cùng nói trước về cái điểm mạnh của cái Home Wi-Fi đến từ Viettel như thế này. Đó là nó có thể loại bỏ những cái vùng tín hiệu yếu bằng một mạng Wi-Fi duy nhất bao phủ mọi góc với chuyển vùng rất là liền mạch. Nó định tuyến thích ứng và tự phục hồi. Nó có thể khắc phục được những cái vấn đề liên quan đến việc là bị hạn chế sóng ở trong những cái vùng khuất như là tầng hầm cũng như là nhà vệ sinh. Thứ hai, nó có khả năng là chuyển vùng liền mạch. Những cái Home Wi-Fi nó hoạt động cùng nhau để tạo thành một cái mạng lưới thống nhất. Điện thoại, máy tính bảng các bạn sẽ tự động kết nối với Home Wi-Fi nhanh nhất khi các bạn có thể di chuyển trong nhà. Có nghĩa là ví dụ các bạn đang chơi game mà đổi Wi-Fi, nó cũng sẽ tạm mất kết nối trong khoảng vài giây. Tuy nhiên, với Home Wi-Fi, chúng ta có thể khắc phục được cái vấn đề delay như này. Thứ ba, đó là có thể lựa chọn đường dẫn thích hợp. Home Wi-Fi có thể tự động chọn tuyến và băng tầng tốt nhất cho cái dữ liệu của bạn. Nó sẽ giúp cho các bạn có thể đảm bảo được cái đường truyền luôn đạt tốc độ tốt nhất và ổn định nhất. Thứ tư, đó là tự động khắc phục. Ví dụ như là nếu một cái Home Wi-Fi của bạn có vấn đề nhá, cái hệ thống nó sẽ tự động định tuyến lại dữ liệu qua Home Wi-Fi khác để đảm bảo các bạn luôn luôn có mạng. Và đây cũng là điểm lợi thế của mạng lưới Wi-Fi của chúng ta, thay vì chúng ta chỉ có một router Wi-Fi riêng mà thôi. Nói tóm lại thì Home Wi-Fi nó tạo ra một cái mạng lưới bao phủ khắp cái khu vực các bạn sinh sống để giúp chúng ta luôn luôn có kết nối Internet ổn định. Và bởi thế nên là chúng ta cũng phải có 2 đến 3 cái cục Home Wi-Fi như thế này đây. Và mặc dù Viettel có gửi cho mình một cục thôi, nhưng mà theo như mình tìm hiểu cũng như là thông tin mình biết được ấy, thì Viettel cũng sẽ có bán 2 đến 3 cục, mức giá sẽ tốt hơn thay vì các bạn là mua riêng từng cục một. Và nếu bạn nào muốn sử dụng cái này thì các bạn yên tâm, bởi vì nếu như các bạn đăng ký gói cước Internet của Viettel thì sẽ được tặng cái bộ Home Wi-Fi này luôn. Và quay trở lại với cái sản phẩm đây, đó chính là chiếc Home Wi-Fi H196A. Tuy là của Viettel nhưng mà cái đơn vị sản xuất sẽ là ZTE. Nếu các bạn tìm hiểu thì những cái chiếc smartphone gần đây, ví dụ như là Axon 30 5G hay là gaming phone như là Nubia Red Magic 6 thì đều thuộc hãng ZTE này. Đây là một tập đoàn sản xuất viễn thông hàng đầu. Thế nên mình nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng được vào cái chất lượng sản phẩm này. Với cái phiên bản H196A, chúng ta sẽ có một thiết kế, đây, nó đậm chất Viettel luôn ấy. Các bạn sẽ thấy rằng là nó có cái dạng hình lập phương, nhưng mà những cái góc này chúng ta được bo tròn lại rồi. Những cái mặt trước chúng ta sẽ có một cái đèn hiển thị. Đèn này nó sẽ hiển thị trạng thái của cục modem tùy theo những cái tín hiệu chúng ta nhận được. Phía sau chúng ta sẽ có nguồn, cổng WAN và hai cổng LAN. Tất nhiên là cục Wi-Fi này sẽ hỗ trợ hai cái băng tần chính, đó là 2.4GHz và 5GHz. Thế còn khi các bạn kết nối thì nó sẽ có những cái điểm gì cần lưu ý. Khi mà các bạn sử dụng cái Wi-Fi này này, các bạn có thể xem ở phía dưới cái cục này để xem những cái password hay là tài khoản để có thể đăng nhập lại những thông số cần thiết. Và trong quá trình trải nghiệm thì do mạng văn phòng mình lúc đấy nó rất là kém, đúng trong cái quá trình mà bị đứt cáp quang luôn, thế nên cái tốc độ cũng không thể nào mà gọi là lý tưởng 100% được. Nếu mà so với cái cục Linksys MR8300 của mình mà văn phòng mình đang dùng ấy, thì sẽ có một vài sự khác biệt. Ví dụ như là PUBG thì nó sẽ có cái ping thấp hơn một xíu. Tương tự thì tốc độ upload cũng cao hơn, là khoảng 4.63 kbps. Còn tốc độ tải xuống thì lại chậm hơn một chút so với cục Linksys của mình. Ping của Liên Minh Huyền Thoại thì cao hơn một chút, là khoảng 37. Trong khi đó khi mà dùng cục Linksys thì ping nó chỉ khoảng là 31 mà thôi. Cái tốc độ của Home Wi-Fi này theo mình đánh giá là không phải là quá chậm, đặc biệt so với cái tầm giá của nó chỉ bằng 1/5 so với cục Wi-Fi của Linksys mà thôi. Cá nhân mình thì đánh giá cao cái tính ổn định của sản phẩm này đến từ Viettel. Thông qua một vài bài test với những cái tựa game ví dụ như là PUBG Liên Minh trên chiếc laptop của mình thì nó sẽ thể hiện được cái sự ổn định và mình cảm thấy khá là yên tâm. Trong quá trình chơi mình không gặp bất cứ hiện tượng nào liên quan đến giật lag do đường truyền. Ping rất là đều, thậm chí là trong tựa game PUBG của mình ấy, thì cái ping của nó còn thấp hơn so với cái sóng Wi-Fi ở trên chiếc Linksys MR8300. Nói tóm lại thì Home Wi-Fi ZXHN H196A là một sản phẩm mình thấy rất là ổn đến từ Viettel, một nhà mạng cũng khá là nổi tiếng của Việt Nam. Mình đánh giá rất là cao cái thiết kế của nó, nhỏ, gọn, nhìn rất là xinh, các bạn có thể đặt ở bất cứ đâu trong ngôi nhà của mình.
dùng thì cũng rất là ổn, và đặc biệt là nó được gia công bởi tập đoàn viễn thông ZTE, tính ổn định và kết nối được nhiều chiếc home wifi khác là cái thứ mình đánh giá cao nhất như mình đã phân tích ở phía trên. Với khoảng 2 đến 3 chiếc home wifi như thế này thì chúng ta có thể phủ sóng toàn bộ mạng wifi trong nhà, giúp các bạn có thể đảm bảo được cái sự thuận tiện cũng như khả năng kết nối ổn định trong quá trình sử dụng. Và nếu là các bạn thì các bạn có chuyển hướng sang sử dụng home wifi hay không, hay là các bạn sẽ đi theo những cái xu hướng truyền thống dùng một cục router và sau đó dùng nhiều repeater khác nhau, thì mình mong sẽ nhận được ý kiến của bạn ở phía bên dưới.